Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta gặp nghịch cảnh, gia đạo bất hòa, con cái không vâng lời, bạn bè lừa gạt ta, mất tiền của, thậm chí ly tán và phá sản. Những vấn đề làm ta vô cùng đau khổ, càng nghĩ đầu càng như muốn nổ tung, tràn ngập câu hỏi, vì sao và làm thế nào? Vấn đề không nằm bên trong, đáp án nằm bên ngoài của vấn đề. Câu chuyện chiếc gậy thép là một ví dụ. Người đàn ông mãi ôm vấn đề của mình trong lòng, không chịu rời nó. Càng ngày nó càng lớn dần, lâu ngày sẽ dẫn đến trầm cảm. Ngay thời khắc chiếc gậy thép đập vào đầu, vấn đề đau khổ ấy tự khắc biến mất. Vì lúc ấy vấn đề thay thế bằng cơn đau bất chợt về hành động khác thường của vị thiền sư. Vì vậy, khi bạn quá đau khổ hay bế tắc, hãy nhớ rằng vấn đề nó tự mất nếu bạn chú tâm vào một việc nào khác. Phương pháp tĩnh tọa hành thiền là một bí kíp để bạn tìm ra vấn đề đang mắc phải. Khi bạn chú tâm vào hơi thở, theo dõi hơi thở, dần dần tâm trí sẽ tĩnh lặng, phương pháp sẽ hiện ra trước mắt. Thông thường bạn không khó để thực hiện phương pháp này, nhưng vào thời hạn vận kém, vận khí của bạn suy, chấp ngã của bạn rất cao, không ai có thể khuyên nhủ được bạn. Bạn luôn muốn lao đầu vào vấn đề, vừa vận kém, vừa chướng ngại, lại vừa chấp ngã. Vậy giải pháp cho vấn đề của vấn đề là gì? Đó chính là sự chuẩn bị ngay từ thời khắc này, chuẩn bị cho các vấn đề và cả chuẩn bị cho cái chết. Trang bị cho tâm trí mình một sự vững chãi, cho tâm trí sự bình lặng trước sóng gió. Khi nó kéo đến, bạn không bị cuốn theo. Trong đời sống hàng ngày, vợ chồng gây nhau, anh sai, tôi đúng, cô sai, tôi đúng. Trong cơn nổi giận, chỉ có cái tôi là đúng. Nếu một trong hai người hạ mình, một trong hai người tạm bỏ đi chỗ khác, đợi nguội nguội quay về, căng thẳng sẽ giảm đi đáng kể. Con cái đang làm giặt đòi ăn đòi đồ chơi này nọ, bạn đừng quan tâm đến thái độ của chúng, chúng sẽ giảm dần sự làm giặt ấy. Người mất tiền mất của, có đau lòng như thế nào cũng đã mất rồi. Tìm sự việc khác chú tâm vào sẽ giảm đi sự bực dọc ấy. Vấn đề không nằm bên trong, không nằm bên trong của vấn đề, tạm bỏ chúng sang một bên thì vấn đề đó không bám theo bạn nữa. Nói thì dễ mà làm thì không dễ. Mấu chốt của vấn đề là ngày ngày ta huân tập điều gì, tâm tánh sẽ tương ưng như thế. Nếu bạn có sự chuẩn bị cho tâm trí mình một sự thanh tịnh qua các giáo pháp, qua hành thiền, qua ý thiện, nghĩ thiện, tức ngày ngày bạn huân tập điều thiện, khi có xung đột, có chướng ngại, bạn không bị nó đánh mất tâm trí. Nói dễ hiểu hơn, sau thời gian tu dưỡng tâm tánh, tự giác ngộ mỗi khi có chướng ngại, cái chướng ngại ấy giờ đây không còn ngăn ngại bạn nữa, vì bạn không đặt nặng nó, vì bạn giảm dần cái tôi. Không có cái tôi thì làm sao có chữ tôi khổ? Làm sao có tôi có vấn đề? Vì vấn đề không có nơi để bám vào. Người ta mắng em dạ A Di Đà Phật. Người ta khen em vẫn dạ A Di Đà Phật. Người khen họ có thể tiếp tục khen để khuyến thiện về sau khi làm được việc tốt, nhưng với người mắng họ sẽ chán hành động đó. Bản thân Khải Toàn không đặt nặng vấn đề khen chê thì nó không phải vấn đề của Khải Toàn. Suy cho cùng cũng do nghiệp quả, vận hạn phụ thuộc vào mệnh của mỗi người. Mệnh là quả thì tạo tác đời trước là nhân. Đời này có cơ hội chuyển hóa thông qua sự tu dưỡng, thông qua mở lòng bố thí. Người có cái nhìn đơn giản, họ phản biện tại sao lại phải bố thí, tiền đâu mà bố thí. Trong suy nghĩ của họ cứ nghĩ bố thí phải là tiền bạc. Suy nghĩ quá đơn giản. Xin thưa chư vị, trước tiên mở lòng bố thí cho chính mình sự thanh tịnh.
tự thưởng cho tâm trí của mình những ý niệm thiện lành. Bố thí cho chính mình chưa phải bố thí cho người khác, cũng chẳng phải là tiền bạc. Bố thí sự chấp ngã, cho nó đi, đừng ôm nó vào lòng. Vận hạn kém, làm không việc gì thành, chỉ có bố thí cho mình bằng sự buông xả. Buông xả vấn đề thì tự khắc đáp án sẽ xuất hiện. Câu chuyện chiếc gậy thét là một ví dụ. Các vị gia chủ đến trải lòng với Khải Toàn về công việc dạo này không thông, làm gì cũng thất bại. Khải Toàn luôn gợi ý hai phương pháp. Một là hành thiền, hai là khấn nguyện điều lành đến với người người. Trong video 28 bước dưỡng thân dưỡng thần, Khải Toàn có chia sẻ hai chủ đề này. Sau một thời gian 1 đến 3 tháng, vận khí chuyển biến rõ rệt. Chính bản thân họ ngày ngày tự hành thiện thông qua ý thiện, ngữ thiện, tự sản sinh khí trường thiện, sẽ tương ưng với những người cùng từng sống. Bạn thích nghe pháp sẽ tìm đến những hội nhóm hay kênh có thuyết pháp. Đây là lẽ thường vì chính bạn đã trồng nhân thiện. Dĩ nhiên trong cuộc sống có hàng vạn pháp môn, thật khó có thể dùng một hay hai phương pháp để thay đổi được vận hạn. Giả dụ bạn sinh mùa xuân hè, mỗi sáng đứng trước bàn thờ hay sau khi ngồi tĩnh tọa hành thiền để nguyện điều lành, bạn nên gõ vào chiếc chuông đồng. Đây là âm thanh của kim, tốt với mệnh khuyết kim thủy, đối với người sinh mùa xuân hè. Nếu bạn sinh mùa thu đông thì sau khi khấn nguyện, gõ vào chiếc mỏ mộc hay chạm vào một tượng gỗ đẹp là tự gia tăng thêm mình cho điều lành. Người sinh mùa xuân hè thường thiếu kim thủy, tự tìm cho mình một món trang sức vàng bạc hay dùng, nguyện những điều lành vào vật này là tự gia tăng vận may. Với người sinh mùa thu đông thiếu mộc hỏa, tìm vòng gỗ trầm hoặc đá quý màu đỏ tím, tự khấn nguyện cũng có thể tự cho mình may mắn. Vạn vật đều có từ trường, bao gồm cả tâm lý con người. Vì vậy, đồ vật chỉ là hình tướng, không thể nào có từ trường mạnh mẽ bằng ý chí con người. Nếu bạn có tôn giáo, bạn tin vào thiên địa quỷ thần, tin vào một người thân nào đó ở bên kia phù hộ bạn, có thể tự kết nối vị hộ mệnh của mình. Khải Toàn có chia sẻ về bài Thần Hộ Mệnh, mời các bạn tự ngẫm. Vận khí suy, làm ăn thất bại, nhiều người lại nghĩ đến chuyện cúng bái, nghĩ đến chuyện giải hạn. Không có thần linh nào giải được nghiệp quả ta đã bay, chỉ thêm tốn tiền của, tốn công sức của mình khi làm vào điều đó. Càng tổn giảm phước khi cúng bái sát sanh, thần vật không vì ít xính lễ mà xoay chuyển vận khí của bạn một cách dễ dàng. Khoan vội đi tìm thần ở cõi khác, hãy đi tìm những vị thần ngay gần bên bạn, họ là những bậc thiện tri thức. Hãy tự ngẫm lại, khi ai đó cầu cứu bạn, nói họ đang có vấn đề rất nghiêm trọng, chẳng phải bạn gặp họ và mở lời, hãy bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, từ từ ngồi xuống nói tôi nghe. Bình là bình thường, tĩnh là không động, bình tĩnh là người đang thiền. Trong lời văn trên, bạn có quán xét được điều gì hay không? Thứ nhất, bạn cần đi tìm người có khả năng cho bạn lời khuyên, có khả năng cho bạn sự thông đạt. Đó chính là vị thần sống của bạn. Họ là bậc thiện tri thức. Giống như trong câu chuyện chiếc gậy thét, người đàn ông tìm đến thiền sư để đốn ngộ sau khi bị đập vào đầu. Ngày ngày bạn gặp được những vị như vậy, bạn sẽ hấp thụ được từ trường thiện lành từ họ. Những người chẳng bao giờ than vãn, những người luôn bình tĩnh khi nguy nan, vì họ điều phục được tâm của mình. Thứ hai, luôn cố gắng bình tĩnh. Khi bình tĩnh mới có ý nghĩ sáng, mới có con đường, mới có lối thoát cho vận khí suy. Một anh gia chủ ngoài 40 đến gặp Khải Toàn chia sẻ. Năm trước anh ta chia ly gia đình, phá sản, con cái mỗi người một nơi.
tài sản, nhà cửa, đất đai, vợ đứng tên hết. Em mất trắng, em tuyệt vọng. Thời gian đầu em tìm bạn nhậu, nghĩ rằng sau khi say sẽ quên hết chuyện này. Nhưng khi tỉnh dậy, đau khổ vẫn còn đó mà cơ thể rã rời vì kiệt sức. Sau 2 tháng, em tĩnh tâm được đôi phần. Nghe các bài giảng của thầy trên mạng về Phật Pháp và Phong Thủy, em dần dần lấy lại niềm tin. Nay em mạnh dạn đến gặp thầy, muốn biết vì sao vận số của em lại như vậy. Các bạn thấy đó, vận khí suy đi tìm đến những nơi có từ trường u ám, tìm đến những người bạn có từ trường tiêu cực thì vận khí lại càng đi xuống. Vận hạn là một phần, ta tạo tác như thế nào thì nó sẽ tăng hay giảm theo. Bạn sống đời này không gặp chướng ngại, không vượt qua, bạn không thể nào được lên lớp. Chúng ta đến với thế gian này để học hỏi, để thi rậu, để trả những món nợ. Chưa trả xong những món nợ thì không có cơ hội tạo được phước lành, rồi đời sau tiếp tục như thế. Giống như một học sinh không vượt qua kỳ thi phải đi thi lại, rớt thì ở lại, đậu thì lên lớp, rồi lại học, học và thi, đến khi đậu được mới tốt nghiệp. Khải Toàn hồi đáp với anh gia chủ ấy: anh có gì đâu mà mất. Anh đến với thế gian này để trả nợ. Trong mệnh của anh hiển thị thông tin như thế. Có phải cả đời anh làm việc vất vả, tiền có rất nhiều rồi lại mất, không còn thời gian cho gia đình con cái, thì làm sao có được gia đạo viên dung. Anh đến với kiếp sống này là để trả nợ. Nay anh đã trả xong rồi, phần sau là phần anh tự tạo phước. Anh vẫn quay lại con đường cũ, con đường làm ăn cũ, chỉ nghĩ đến chuyện làm ăn kiếm tiền và kiếm tiền, không mở lòng bố thí, không mở lòng cho chính mình, thì anh lại mất tiền cũ lần nữa. Thứ anh mất đó chính là sự an lạc. Sự an lạc thì nó vẫn luôn ở đó, nó chẳng đi đâu cả, tự anh vứt nó vào một góc nào đó. Rồi anh lại than sao anh lại khổ. Bước đầu anh đã có duyên với Phật Pháp, anh đã quảng kết thiện duyên với những đồng đạo. Đó là bước đầu giúp anh khai ngộ, tự thay đổi vận khí của mình. Từ bây giờ, bạn hãy trang bị cho tâm ý của chính mình những ý niệm thiện lành, tự gieo cho mình những hạt giống quang minh. Dần dần vận khí của bạn sẽ hưng vượng, phước báo sẽ đến. Thông qua con đường hành thiền học Phật, thông qua quảng kết thiện duyên với người thiện lành. Không chỉ may mắn về phước báo, hạt giống này còn là tiền đề cho bạn về cõi lành. Không ai thoát khỏi được cái chết, không ai biết được mình chết lúc nào. Dù bạn có sợ hãi hay trốn tránh chữ chết thì đó là một lẽ thường trong đời sống này. Có sinh sẽ có diệt, nhưng chúng ta có thể chuẩn bị hành trang cho cái chết, chuẩn bị cho tâm thức của chính mình. Nếu thường xuyên cảm thấy bất bình với những gì xung quanh, tần sóng của bạn đã bị nhiễm ô. Vì vậy, phương pháp đầu tiên là bố thí cho bản thân những điều lành. Giả dụ khi nghe ai đó nói lời vô lý, bạn không ngần ngại đáp trả, thậm chí ngay đứa con mình ăn một món ăn không có rau, bạn vẫn mãi càm ràm. Hãy thử bình lặng mà sống, đừng can thiệp những việc ngoài khả năng. Những gì người khác làm đều có lý lẽ của họ. Hãy bố thí cho bản thân sự bình lặng, nếu có thì chọn lời góp ý thật nhẹ nhàng. Không bố thí cho bản thân sự thanh tịnh, bạn có thể là nạn nhân của thị phi. Con người muốn thanh tịnh phải biết đoạn trừ thị phi. Thị là tốt, phi là xấu, thị phi là cỏ rác. Ngày nào tháng nào lại không có chuyện thị phi. Hôm nay cô H, ngày mai ông B, hôm sau cô T, ngày kia ông C. Luôn có chủ đề thị phi trên mạng xã hội,
rồi chuyện thị phi của hàng xóm và cả thị phi trong gia đạo. Tâm của bạn vốn dĩ không thuần thiện thuần tịnh, giống như một ly nước mưa chứa đầy tạp chất. Bạn lại xen vào thị phi nhân ngã, ly nước ấy sẽ pha thêm bao bùn đất, lại không ngừng khuấy động. Tâm của bạn vốn dĩ chứa sẵn bao nỗi lo, nay lại thêm bao thông tin tiêu cực, bao lời nói tiêu cực, khiến tâm trở thành một chiếc thùng rác chứa những điều bất thiện. Chưa đoạn được thị phi của thiên hạ, bạn lại dễ dàng là nạn nhân của cơn giận dữ khi ai đó nói lời thị phi lên chính mình. Để đoạn được thị phi, bạn phải luyện tập tính từ bi. Lời kinh chỉ dạy: hận thù sinh hận thù, từ bi diệt hận thù. Bạn luyện tập pháp từ bi, tự sinh ra tâm thông cảm. Thông cảm cho người tức thông cảm cho ta. Cớ sao con người dễ vướng vào thị phi nhân ngã? Cớ sao dễ nổi trận lôi đình? Chính vì cái tôi lớn, chính vì chưa đoạn được tam độc. Cái tôi lớn khi tham quyền, tham danh, tham ái, tham chứng tỏ là tôi đúng, tôi hơn. Khi cái tham không đạt được thì sân nổi lên si mê chính mình. Bí quyết đơn giản để đoạn trừ thị phi là tiêu trừ cái tôi đi. Mỗi khi nhận ra mình là nạn nhân của thị phi, chỉ cần hít thở vài hơi thật sâu và niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Phật dạy ít muốn biết đủ là ăn vui. Chưa đoạn được tham sân si tam độc, chưa thể nào ít muốn biết đủ, làm sao có thể được ăn vui. Pháp môn xả ly tam độc là bố thí. Chính vì tham mà muốn có nhiều, không muốn cho đi. Chỉ cần bạn hoan hỷ bố thí, dần dần sẽ lìa được tâm tham. Tâm tham giảm và lìa, sân si sẽ giảm theo. Tam độc này là hạt giống cho bao phiền não. Thị phi bạn nhận do trước đây bạn đã vay, bây giờ bạn phải trả. Trả xong nợ cũ phải biết sám hối, để không tạo thêm tội nghiệp mới. Người mà chí tâm sám hối những lỗi lầm trong thời quá khứ là người biết quay đầu, mong muốn cải biến vận mệnh. Nếu là người có tín tâm, tin vào thiên địa quỷ thần, bạn dễ được sự phò trợ. Không ít những vị gia chủ chia sẻ, những nơi họ sinh sống cảm nhận sự bất thường, họ tin, họ tính, họ khấn nguyện cho những vong linh sớm siêu thoát. Hay đơn giản là khấn cho mọi người được bình an. Vì sao có người thấy vong linh, vì sao có người lại không? Tất cả là do duyên phận. Đời này ta dùng mắt để phân biệt sự vật, nhưng mắt thường rất hạn chế vùng ánh sáng phổ quang. Giả dụ có nhiều loài động vật, chúng không dùng mắt, không dùng tai vẫn cảm nhận mọi thứ xung quanh, như loài dơi bay trong đêm hay những loài tận đáy biển sâu. Thiên địa quỷ thần họ ở một tần số khác, đa số con người chúng ta không thấy được. Nếu chư vị tin và khấn nguyện điều lành với họ, đó là cách giảm trừ tai ương, cũng như có cuộc sống an ổn nơi an cư. Hẳn các bạn đã nghe khái niệm khấn hay xin trước khi ngủ. Vâng, Khải Toàn thường xuyên đi xa, ngủ một mình ở nhiều nơi xa lạ. Trước khi vào phòng có thể gõ cửa vài nhịp. Trước khi ngủ đều khấn nguyện. Những vị khuất mặt, xin những vị, xin thổ thần thổ địa ở vùng này cho con trú ngụ lại đây một đêm an ổn. Hành động này chẳng có gì là mê tín. Người với người giao tiếp bằng mắt và tai, việc khấn nguyện là cách giao tiếp bằng cảm. Dĩ nhiên, ngoài việc tin và tính thì không làm các việc ác. Bố thí cho bản thân những điều lành, đoạn trừ thị phi, đoạn tam độc, biết sám hối, tin vào thiên địa quỷ thần là bước đầu tiên thay đổi vận khí. Thực hiện 4 bước cầu nguyện vào mỗi sáng là phương pháp dưỡng thần vô cùng hiệu nghiệm, vô cùng kỳ diệu. Mỗi sáng sau khi đánh răng rửa mặt,
dùng vài phương pháp dưỡng thân. Hãy toàn chọn một nơi thuận tiện, ngồi xuống tĩnh tọa xếp bằng, hít thở tự nhiên, thả lỏng toàn thân, gương mặt giãn nở và nguyện. Nguyện như thế nào? Bước 1, cảm ơn ơn trên đã cho con những điều lành. Cảm ơn vị hậu mệnh đã bảo hộ giúp con vượt qua bao chướng ngại. Bước 2, nguyện cho chúng sinh được an lành. Nguyện cho những trung tâm thiện nguyện được nhiều sự giúp đỡ, được nhiều niềm vui. Nguyện cho tất cả mọi người được an lành, được phò trợ, có lòng hướng thiện. Bước 3, con mong muốn giúp người người hành thiện, hướng thiện, mở lòng thiện nguyện. Trong bước này, bạn có thể nguyện mong muốn hiện tại của bản thân mình vào. Giả dụ như vượt qua một việc nào đó. Bước 4, hôm nay là một ngày tràn đầy năng lượng và an lành. Vâng, chỉ 4 bước trên, chỉ mất vài phút, nhưng đó là một liều thuốc thần dược giúp dưỡng thần mỗi sáng. Bạn sẽ đạt được những ước nguyện thực tế và thiện lành của mình. Sớm thì vài tháng, chậm thì vài năm. Hẳn bạn đã nghe qua lực hấp dẫn. Nếu bạn luôn nghĩ về một điều gì đó, nó sẽ luôn thôi thúc bạn, luôn thôi thúc để bạn hành động. Những từ trường cùng tần số sẽ đến với bạn. Vâng, bước thứ 3 tương tự như lực hấp dẫn. Bước thứ nhất là sự biết ơn, là cách kết nối vị hậu mệnh của chính bạn. Bước thứ hai là nguyện an lành đến cho mọi người, bố thí lòng từ, bạn sẽ gặp được quý nhân. Bước thứ tư là bắt đầu một ngày mới theo cách của bạn. Nếu bạn tin vào phong thủy, có thể dụng theo cải vận theo mệnh khuyết. Sáng thức dậy, từ chiếc khăn bàn chải đánh răng, màu áo, màu xe, trang phục, chiếc ghế ngồi ra gối giường và cả những món ăn nên theo mệnh khuyết. Tất cả những việc trên chọn theo mệnh khuyết ngũ hành, vận hạn của bạn sẽ hanh thông đáng kể. Giả dụ bạn sinh mùa hè kỵ hỏa thiếu thủy, những lựa chọn của bạn là hành thủy, giảm đi những gì hành hỏa là cách tự cứu mình. Lại có người bảo, tôi mệnh hỏa, vì sao lại kỵ hỏa? Vâng, mệnh theo năm là một phương pháp đơn giản. Bạn sinh vào các tháng 4, 5, 6, 7 dương lịch, thường như hỏa, dùng thêm hỏa là tự đốt mình. Cuộc sống là những trải nghiệm. Đừng vội tin. Hãy học hỏi, tự trải nghiệm và tự đúc kết cho bản thân của chính mình để làm theo. Về phương pháp cải vận theo mệnh khuyết, Khải Toàn đã làm rất nhiều video hoặc là bài viết. Các bạn có thể lên Google tìm dụng thần mệnh khuyết. Bạn có thể quên đi cải vận theo mệnh khuyết trừ khi bạn đủ cơ duyên để tìm hiểu, để tự thay đổi. Và trước khi bạn thực hiện 4 bước cầu nguyện mỗi sáng, mỗi sáng bạn nên thử qua các phương pháp dưỡng thân sau. Phương pháp đầu tiên là đánh trống trời, giúp đả thông kinh mạch, giảm ù tai và tăng trí nhớ. Bạn lấy hai bàn tay úp vào hai lỗ tai, hai ngón tay đánh vào sau gáy. Sẽ nghe tiếng tung tung. Hành động này mỗi sáng giảm ù tai, tăng trí nhớ, tốt cho tim mạch. Phương pháp tiếp theo là tống uế khí, làm giúp sạch buồng phổi. Hãy hít một hơi thật sâu bằng mũi và thở mạnh ra bằng miệng. Sẽ tống hết uế khí trong buồng phổi của bạn. Tiếp theo là làm giãn gân cốt, giúp dẻo dai, giảm chuột rút của các cơ. Phương pháp này giống như ta tập thể dục nhẹ. Hãy hoạt động tay chân, hoạt động các cơ sao cho vận hành cơ thể. Phương pháp này giống như ta tập thể dục nhẹ. Hãy hoạt động tứ chi. Bước tiếp theo là đánh tan khí xấu, giúp cơ mặt căng trẻ. Bạn chà sát hai bàn tay, chà cho đến khi tay vừa nóng, xoa nhẹ lên mặt. Có thể dùng hai ngón tay chà ngay cánh mũi,
Bạn hãy tưởng tượng rằng khi bạn massage cơ mặt, giúp da mặt săn chắc và giảm đi những khí tích tụ xấu lâu ngày, đón khí mới tràn đầy năng lượng. Sau một thời gian đánh tan khí xấu, chắc chắn da mặt bạn sẽ trẻ hơn, giúp bạn dễ nhìn hơn. Tâm bị hỏa dục, cơ thể không dưỡng sẽ mau hư hỏng. Cách đơn giản nhất giúp khí huyết điều hòa, các mạch máu lưu thông, chính là massage toàn thân. Tốt nhất massage khi tắm, dùng lực vừa phải, chà toàn thân từ cổ, vai, hai cánh tay, ngực, hông, đùi, bắp chân. Có thể dùng khăn tắm chà phía sau lưng. Ngoài ra có vài phương pháp dưỡng thân trước khi ngủ, từ bài tập Kegel hay làm ấm huyệt đan điền, được gọi là ma sinh môn. Hãy chà hai lòng bàn tay ấm vừa phải, đặt lên bụng, huyệt đan điền của bạn nằm dưới rốn khoảng một lóng tay. Đây là một huyệt đạo vô cùng quan trọng. Buổi tối không nên ăn quá khuya, không nên ăn nhiều và ăn những loại thức ăn khó tiêu. Buổi tối là lúc cơ thể nghỉ ngơi, bạn ép lục phủ ngũ tạng của mình thường xuyên làm việc quá sức về đêm, chúng sẽ mau xuống phong độ. Vì lý do nào đó cũng không nên thức quá khuya, vì ban đêm khí âm thịnh, khí dương suy. Chẳng may thân bạn nhược, tâm bạn lo lắng thái quá, tức tâm cũng nhược theo, lại ở một nơi có linh giới là cơ hội bị quấy rối. Vì thế có câu thường xuyên thức thâu đêm, vận khí sẽ sa sút. Vì vậy thường xuyên thức thâu đêm không nên như thế. Hãy dậy sớm đón khí dương, dậy sớm để dưỡng thân và dưỡng thần. Cốc nước âm dương ở phương Tây được xem là nước phục sinh, phương Đông gọi là nước âm dương. Sau khi đánh răng và trước khi ăn sáng, bạn dùng một ly nước nguội pha một ít nước ấm, giúp cho đường ruột khỏe mạnh, thanh lọc dạ dày cũng như bù nước và giảm thiểu các vấn đề về đường ruột. Ngay cả buổi tối trước khi ngủ cũng nên uống một ly nước ấm, giúp cho dễ đi vào giấc ngủ. Một ly nước âm dương vào mỗi sáng nhằm bổ sung lượng nước cơ thể đã mất sau ngủ dài. Lượng nước mất này do các hoạt động đào thải chất độc trong cơ thể. Khải Toàn chia sẻ vài bước dưỡng thân dưỡng thần đơn giản, nhưng trong đời sống chúng ta, một trong những niềm vui lớn nhất chính là được làm việc. Được làm việc mình thích quả là phước báo, nhưng nếu làm việc mình không thích thì sao nào? Chẳng sao cả, ít ra cũng có việc làm, dù không nhiều tiền nhưng cũng đủ trang trải. Dù bất cứ việc gì, nếu bạn tìm cho mình được một động lực, bạn sẽ làm việc thật hăng say, hiệu quả gấp bội lần. Nhưng hãy cẩn thận, khi quá hăng say trong công việc, quá hăng say kiếm tiền, bạn dễ rơi vào trạng thái quá tải vì giữ ráng. Khải Toàn có nhiều vị gia chủ làm ngành barber, mỗi vị có rất đông nhân viên, vì thế bạn bè quen biết làm barber rất nhiều trên Facebook. Những thời cao điểm, người thợ đứng làm tóc cả sáng đến khuya, không ít trường hợp đã bị ngất xỉu. Cái máy còn không chịu nổi sự quá tải, huống chi cơ thể con người. Dù bạn sở hữu chiếc điện thoại đắt tiền cỡ nào, hiện đại ra sao, thỉnh thoảng chúng cũng cạn, ta cũng phải sạc nhanh để dùng tiếp. Cơ thể của chúng ta cũng như thế, để có sức chiến đấu không chỉ về thể chất mà còn về cả tinh thần, bạn phải thường xuyên sạc cơ thể của mình. Phương pháp thiền nhanh vô cùng đơn giản. Khi cảm thấy cơ thể bất ổn, khi chúng chuẩn bị đòi nghỉ, bạn phải ngồi xuống, nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân. Hít thật chậm và thở ra thật chậm. Hít thật chậm, thở ra thật chậm tầm 5 đến 10 lần. Bạn sẽ cảm thấy như có nguồn năng lượng mới trong cơ thể, dù chẳng ăn uống gì hay ngủ bao nhiêu.
dù không hoàn toàn khỏe mạnh hẳn, nhưng bạn có được sự phục hồi đáng kể khi thiền nhanh. Tốt nhất khi nhắm mắt lại hít thở sâu và chậm, bạn hãy nghĩ về một điều nào đó thật thiện lành, thật vui vẻ. Sự ứng nghiệm sẽ gia tăng. Trong công việc, không phải cứ hăng say là được thành công, là được thăng tiến. Sự cần mẫn là điều cần thiết, nhưng có những người làm mãi vẫn không cải thiện. Khi hăng say mãi mà vẫn dậm chân tại chỗ, tức là bạn đã sai phương pháp. Giả dụ cùng một công việc nhưng phương pháp khác nhau cho kết quả khác nhau. Ngay cả một chiếc ghế bạn đang ngồi phải trải qua nhiều phiên bản, nhà sản xuất mới có thể tối ưu được. Để tìm phương pháp tối ưu, bạn rất cần kinh nghiệm của những người đi trước, của những người tài giỏi. Thế thì việc tìm và gặp bậc thiện tri thức là việc cần thiết. Họ không chỉ cho bạn những kiến thức hay, họ còn cho bạn những kinh nghiệm sống đáng quý giá. Họ có thể lớn hơn bạn 5, 10 hoặc 2, 30 tuổi. Họ từng trải, từng thất bại. Thiện là tốt lành, tri thức là trí tuệ. Gặp được bậc thiện tri thức là gặp được quý nhân. Làm sao để gặp được họ? Có phải bạn biết mở lòng, bạn phải chân thiện, bạn phải không so đo tính toán? Tự bạn có câu trả lời, nhưng bạn nên biết, người có cùng tần sóng sẽ gặp nhau dễ hơn. Bạn lạc quan, chân thiện sẽ gặp người cùng tần sóng. Nếu bạn tin rằng mình có thể thay đổi được vận mệnh, có thể gặp được các bậc thiện tri thức, có thể đạt được những hoài bão, xin chúc mừng, bản thân bạn đã có được ý niệm tự lực. Người tin vào chính mình là người có khả năng vô tận. Ý chí con người có thể xoay chuyển được mọi tình thế. Cơ thể của bạn chỉ là phương tiện vận hành thôi. Ý chí của bạn chính là máy chủ. Vì vậy, đừng tự ti, đừng cho rằng mình kém cỏi, nhưng cũng đừng nên tự phụ sẽ làm cái tôi lớn. Người tin vào chính mình là người có ý niệm tự lực, sớm muộn cũng sẽ thành công thôi. Trong đời sống hàng ngày, nếu cảm nhận bản thân thiếu sức sống, thiếu quyết tâm, bạn hãy thử cải thiện không gian sống, cải thiện không khí, cái mùi trong ngôi nhà. Không khí và mùi vị trong nhà của bạn quá đỗi quen thuộc, bạn không thể nào nhận ra khi chúng ẩm mốc hay thiếu sinh khí. Hãy dũng cảm bỏ các đồ vật không dùng, dọn dẹp sạch sẽ cả ngôi nhà, lau dọn giặt rèm cửa và có thể sơn lại cả ngôi nhà. Sau đó đốt tinh dầu hay đơn giản mua trái thơm khoét ruột, đốt nến bên trong, trồng thêm ít cây lưỡi hổ. Không nên để phòng quá ngột ngạt hay ẩm thấp, nhất là nhà vệ sinh của bạn. Đó là những phương pháp vô cùng đơn giản nhưng hóa xác khí trường cũ, thanh tẩy uế khí, đón không khí mới, đón khí trường mới. Vì phong thủy tốt đơn giản là không gian sống không mùi, không khí trong lành, ánh sáng vừa đủ. Vì vậy, khi cảm nhận bản thân thiếu sinh khí, hãy quyết tâm, bạn hãy thanh tẩy không gian sống của chính mình. Tuy nhiên, trong mệnh lý bát tự tứ trụ, người sinh cuối năm thường vào các tháng cuối 11, tháng 11, tháng 12 và tháng 1 dương lịch là mệnh thiếu nhiệt huyết. Mệnh sinh mùa hè như hỏa thường giàu quyết tâm, nóng tính không khi nào chịu ngơi nghỉ. Ngược lại, mệnh như thủy sinh cuối năm thường là người thiếu nhiệt huyết và thích an phận. Vì vậy, với nhóm này, khi muốn quyết tâm phải cố gắng gấp bội phần. Bản thân khi thiếu sức sống, cơ thể dễ mệt mỏi còn là dấu hiệu của việc ăn uống không phù hợp. Người xưa bảo, họa từ miệng mà vào, quả không sai. Bạn hãy xem lại, con người đã thống kê
tình trạng sức khỏe của trái đất 20 năm về trước. Trái đất ngày một tàn tạ vì con người bắt làm việc quá sức, khai thác quá nhiều. Cơ thể chúng ta cũng như thế, việc ăn quá nhiều thì chúng phải làm việc hết sức. Ăn càng nhiều đồ bổ mà lại không dưỡng sinh càng tai hại cho cơ thể. Khải Toàn có khái niệm đơn giản, ăn nhẹ thì thân khỏe. Dù đồ ăn có ngon cỡ nào, có hợp khẩu vị ra sao, cũng ăn hai chén là đủ, vừa đủ no thôi. Ăn những món đơn giản dễ tiêu hóa. Ăn cay quá thì hại bao tử, ăn mặn quá thì hại thận, ăn ngọt nhiều thì giảm trí nhớ. Nhà Phật dạy thập thiện. Thập thiện quy nạp lại còn ngũ giới. Quy nạp lần nữa còn tam độc, cuối cùng gớm gọn bởi chữ tham. Tham ái, tham danh, tham sắc có thể cưỡng cầu, nhưng tham ăn ngon thì khó cưỡng nhất. Giả dụ có món bánh tráng trộn, nó ngon lắm các vị, nó vừa ngon vừa mặn vừa cay, gấp vài đũa là không thể nào kềm lòng. Nhưng hậu quả nó mang lại không chỉ hôm sau, ngay cả tháng sau nữa. Còn trẻ thì thân chưa đến hạn bảo dưỡng, qua 30 hay 40 thân suy dần, rồi bước vào năm hay 60 các vị cảm nhận rõ của sức khỏe của mình, của việc ăn uống và sức khỏe. Vì thế ăn nhẹ cho thân khỏe cũng là một phương pháp dưỡng sinh dưỡng thân. Nói về ăn, ngày nay con người không ăn khi ăn, đa phần ăn trong tán loạn, ăn trong vô thức. Bạn hãy thử nhớ lại những hôm dậy và đi làm trong vô thức, bạn làm việc trong vô thức, lái xe trong vô thức, việc gì sẽ xảy ra? Việc không tròn có thể gây họa. Ngày nay người người ăn cơm trong mạng xã hội, miệng nhai miếng một, tai gấp miếng hai, mắt dán vào màn hình, tâm ý ở nơi cuộn theo màn hình nội dung tiếp theo. Để mặc cho người đối diện có ngồi cũng như không, để mặc cho con cái hay cha mẹ ăn cùng trong vô cảm, để mặc cho lục phủ ngũ tạng tự xử lý thức ăn. Đó là ăn trong tán loạn. Khoa học đã nghiên cứu và chứng minh về cảm xúc của vạn vật. Họ cho hai ly nước hai điều kiện khác nhau, cảm nhận sự náo nhiệt và sự nhẹ nhàng, cho ra kết quả hoàn toàn khác nhau. Nếu bạn chú tâm vào món ăn, khi ăn cơm, chúng không chỉ thân thiện mà cơ thể của chính bạn hấp thụ tốt hơn. Nếu bạn thường xuyên chú nguyện lời thiện lành vào thức ăn thức uống mang cho người thân thì đó là thần dược. Từ hôm nay bạn hãy thử tập ăn cơm khi ăn cơm, thầm cảm ơn có từng bữa ăn được no đủ, chậm rãi ăn và cảm nhận món ăn, trừ những lúc thật sự vội vã. Chậm rãi ăn và cảm nhận từng món ăn, ngay cả khi đi ăn bên ngoài. Bạn sẽ thấy cuộc sống thật thú vị. Đó chính là cách bạn tự thưởng cho mình sự an lạc khi ăn cơm cho chính mình. Khải Toàn thường nhắn các vị gia chủ, người có tôn giáo là người được phò trợ. Giả dụ người Công giáo đều cầu nguyện trước khi ăn. Trong Phật giáo cũng dạy quán niệm trước khi ăn. Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, của công phu lao tác. Xin nguyện ăn trong chánh niệm, với lòng biết ơn, để xứng đáng thọ nhận thức ăn này. Khi ăn, xin nhớ nhận diện và chuyển hóa những tâm hành xấu, nhất là tật ăn uống không có chừng mực. Người có tôn giáo là người may mắn, nhưng dù không theo tôn giáo vẫn tin vào nhân quả, sống cùng nhân quả là người có phước huệ. Người tin vào nhân quả là người không thù oán, không oán người, không trách đời khi gặp nghịch cảnh. Họ biết cách chấp nhận những nghiệp quả trong đời trước và cố gắng chuyển hóa chúng.
mọi chướng ngại đời này từ cá nhân đời trước, họa phúc từ đó mà sinh. Vì sao có người kiếm tiền khó nhọc, vì sao có người kiếm tiền dễ dàng? Vì sao rơi vào phiền não gia đạo? Tất cả điều này có thể thấy được trong sinh thần bát tự của bạn. Điều mà thầy thuật số không thấy được chính là những nghiệp quả hiện tiền bạn đã tu dưỡng. Khải Toàn xem khá nhiều mệnh lý, cứ 100 người mệnh dễ tái hôn, dễ phiền não hay biến động chuyện tình cảm thì hết 95 hay 98 người kém duyên tình cảm. Số ít còn lại họ vẫn có cuộc sống gia đạo viên mãn. Chính vì đời này họ tu pháp bố thí, bố thí lòng bao dung, không tham cầu tình cảm bên ngoài. Khi đã tin vào nhân lành quả thiện, sẽ không vì mình mà hại người. Một vị gia chủ ngoài 60 nhắn tin hỏi: người hàng xóm treo một chiếc đèn to rất sáng và khó chịu, chiếu thẳng vào nhà. Anh đang phân vân có nên treo gương bát quái, treo gương loại lồi để giảm sát hay không? Khải Toàn hồi đáp: dạ, việc tốt nhất là có thể hòa giải. Chỉ cần mua ít trái cây tặng hàng xóm và mở lời nhẹ nhàng. Giả dụ nếu họ chưa thuận ý mới dùng đến vật hóa xác. Việc gắn gương bát quái tốt cho mình nhưng có thể hại cho đối phương hoàn toàn không nên. Anh có thể thay gương bát quái bằng một kim bài thiên quan tứ phước, Khải Toàn có thể thỉnh làm lễ và gửi tặng. Anh hồi đáp: thầy thật tuyệt, tôi cảm thán thầy. Làm vậy không hại người là tự ban phước cho mình, theo đúng tôn chỉ của Phật Pháp. Rất cảm ơn thầy. Thật tình, anh vẫn là người có trí tuệ và lòng bao dung. Trong lúc thật sự khó chịu vì ánh đèn ấy, anh còn phân vân chưa biết cách hóa giải nên đã mở lời hỏi Khải Toàn. Anh không vì sự khó chịu mà hành động thiếu suy xét. Bản thân nhà hàng xóm họ chẳng biết được việc mình làm gây khó chịu cho người khác, vì sao lại trách họ? Phước huệ đời này là do đời trước biết bố thí. Thậm chí người không có phước về tài phú đời này biết bố thí vẫn có thể cải biến. Vì thế người tin vào nhân thiện quả thiện là người biết mở lòng với chính mình, không làm các việc ác, luôn làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Tu phước thì quả báo là phước, là tài phú, là danh lợi. Tu huệ thì quả báo là trí huệ, là sự thông đạt của lẽ sống. Biết mở lòng bố thí sẽ có phước báo, nhưng hãy cẩn thận, tài phú và danh lợi luôn mê hoặc lòng người, dẫn tâm ý ta vào đường tam muội. Vì thế việc tu phước vẫn chưa đủ, còn phải tu cả huệ. Dù có nghịch cảnh hay danh lợi trước mắt, không bị mê lầm. Người có trí huệ là người biết cách chuyển mê thành giác, là người ngộ ra chân tướng sự việc. Tất cả sự việc chúng ta cho rằng chướng ngại hay hạnh phúc đều là không tính. Cái không của nhà Phật tất cả là giả tạm. Những điều kiện hợp thành một sự việc được gọi là duyên. Đã là duyên thì không tốt không xấu, bản thân sự việc chúng không phân tốt xấu. Chính sự ngộ nhận của bản thân của mỗi người chúng ta bằng cái tâm phân biệt. Người có trí huệ là người có tâm không phân tướng, không bị dính mắc vào phiền não, không dính mắc vào danh lợi. Thậm chí nhận thấy một việc, giả dụ việc cúng kiến cung dưỡng thần Phật, cung dưỡng người quá cố mà lại sát sanh là tổn giảm phước. Tu phước thì quả là phước, tu huệ thì quả là huệ, phước huệ song tu là điều Phật dạy. Người có trí, có lòng từ sẽ không vì chút phước báo mà sát sanh để đi cúng tế. Đã là thần Phật, không vì chút xính lễ lại cho bạn điều bạn mong muốn một cách dễ dàng. Điều này chẳng khác gì hối lộ. Việc cúng tế, rượu thịt
cho người đã mất chẳng mang lại phước báo gì cả, tội nghiệp càng thêm lớn. Nếu trước kia người quá cố vô cùng thích những món ăn nào đó của chúng sinh, bạn lại thường xuyên cúng kiến những món ấy, khiến cho vòng linh ấy chấp vào sự vật, chấp vào việc nào đó, khó lòng buông xả cõi trần để siêu thoát. Giảm sát sanh là tự bồi phước thọ mạng của chính mình. Vì có động đậy là có linh tánh, là có oán giận, dù vô tình hay cố ý đều có thể gây nghiệp tội. Bạn thử hình dung một con kiến, một con muỗi cắn bạn, bạn đã ghét chúng. Thế thì trong cuộc đời bạn đã vô tình giết bao sinh linh, gây bao oán giận, những sinh linh ấy chờ ngày báo oán. Chí ít không nên sát sanh trong sự vui mừng. Chẳng may làm hại chúng, bạn phải có tâm ý sám hối. Khải Toàn thường xuyên khuyến thiện các vị gia chủ chuẩn bị xây cất nhà cửa: hãy khấn nguyện khấn xin các sinh linh trong mảnh đất này, xin những vong linh ấy, xin lỗi, xin những sinh linh ấy hãy sớm rời đi. Nếu có vô tình làm tổn hại, xin chư vị Bồ Tát côn trùng mở lòng lượng thứ. Vì khi bạn động thổ, bao sinh linh ở mảnh đất ấy đã bị động. Dù không sát sanh, không hại người, không tham sân si mạn nghi, thì con người vẫn có phiền não, vẫn có đau khổ. Vì đau khổ là chốn con người tự tìm đến. Chư vị có đau khổ, hãy bán chúng đi. Giả dụ chúng ta đi chợ, mua về một giỏ trái cây hay những quả cam tươi. Các vị mua đồ tươi vì chúng ngon, vì chúng đẹp. Sau 1-2-3 tuần, vì quên hay không dùng kịp, số cam còn lại bị hư thối. Dù có đôi chút tiếc nuối, những quả cam còn lại nhưng cũng đành cho chúng vào thùng rác, vì chúng đã hôi thối rồi. Đau khổ cũng như những quả cam hôi thối ấy, có giữ lại trong lòng cũng không dùng được, lại còn dễ sinh bệnh. Thân bệnh thì tìm bác sĩ, tâm bệnh thì có chính bản thân bạn tự chữa khỏi bằng sự buông xả, bằng con đường nghe pháp, học Phật và hành thiền. Có muôn vàn lý do để đau khổ thì cũng có muôn vàn pháp môn để đoạn trừ đau khổ. Nhưng các vị nên biết, đầu tư vào Phật pháp là sự đầu tư của phước huệ. Đầu tư vào thiền định là sự đầu tư cho tự tại. Vì sao thiền mà không định? Vì tâm còn vọng tưởng, còn chấp tướng, vẫn ngồi đó tĩnh tọa. Mọi người và bản thân của bạn nghĩ bạn đang thiền, nhưng tâm của bạn tán loạn vì cơm áo gạo tiền, vì danh văn lợi dưỡng, tức là bạn ngồi đó chỉ tu thân. Thiền mà không phải thiền, tâm tán loạn vì chưa xả ly được những tạp niệm. Bạn chưa chăn được con trâu trong tâm thức của mình, bị nó lôi đi tứ xứ. Có người chưa bao giờ tập hành thiền lại bảo rằng ngồi thiền khó lắm, ngồi sai bị nhập, ngồi sai bị tẩu hỏa. Điều này chẳng khác gì người chưa từng lái xe, chưa từng tập ô tô, nghĩ rằng mình khó có thể điều khiển được. Vậy trường hợp nào là bị nhập? Chính là khi thân bạn nhược, tâm bạn cũng nhược theo. Tâm bạn loạn, bạn đang trong giai đoạn ý niệm bất thiện hay lo sợ điều gì đó. Bạn lại ở vào nơi có vong linh và cùng tầng sống với họ. Điều này tương tự trong hàng vạn số, ai đó bấm đúng số điện thoại của bạn sẽ đổ chuông. Khi thân bạn khỏe, tâm bạn thiện, dù bạn có vô tình ở nơi có linh giới, sẽ chẳng có việc gì xảy ra. Ngoài trường hợp hiếm hoi trên, hầu hết những hiện tượng còn lại do bạn ngồi chưa đúng tư thế,
Do bạn chưa quen nên khí huyết bị nghẽn, cơ thể và cả hơi thở khó chịu làm bạn lo lắng. Tư thế xếp bằng tĩnh tọa giúp khí huyết phần trên lưu thông tốt hơn. Nhưng với người mới tập, cơ thể chưa quen lại không xoa bóp những phần chân trước khi ngồi thì việc ê chân, ê mông, mỏi lưng là điều khó tránh khỏi. Vì thế đừng lo lắng quá về việc ngồi thiền sai có bị tẩu hỏa không. Chỉ cần bạn ăn mặc thoải mái, quần không nên quá chật, bất kỳ buổi nào, bất kỳ nơi đâu. Ngồi xuống tĩnh tọa, mắt nhắm lại, thả lỏng toàn thân. Hai tay đan vào nhau. Hít vào đếm 1, thở ra đếm 2. Hít vào đếm 1, thở ra đếm 2 trong suốt buổi thiền. Cảm nhận từng hơi thở của mình. Biết mình đang còn thở. Tâm của bạn trụ vào hơi thở hoặc trụ vào nhịp đếm. Phương pháp đơn giản này vô cùng hiệu nghiệm cho người mới tập. Đừng quan trọng mình thở mạnh hay thở chậm, thở nhanh hay thở chậm, thở mũi hay thở miệng, bình thường bạn thở sao cứ thở như vậy. Đây là phương pháp cho người mới tập, các vị đừng chấp vào phương pháp này, phương pháp kia. Không nên chấp vào kiểu ngồi này, kiểu ngồi nọ. Vì ngồi thiền là tu tâm, không phải tu thân. Giai đoạn sau là giai đoạn quán. Quán xét những lỗi lầm của mình. Quán xét cái tôi, dần dần buông xả chấp ngã. Khi ấy, tâm vọng tưởng sẽ nhạt dần, đó là lúc nhập định. Tâm định thì tuệ sẽ sinh. Nhẫn là một pháp môn rất khó để tu, vì con người luôn nâng cái tôi của mình lên trên nhất. Cái tôi càng lớn, sự hiểu biết càng bé. Người dùng cái tôi, cái quyền của mình để lấn át người khác, họ tạm phục bạn vì cái quyền nhưng không phục cái tâm. Các vị nên biết mọi thành tựu đều từ pháp nhẫn mà nên. Các vị đừng nhầm lẫn giữa nhẫn nhịn và chịu đựng. Người biết mở lòng hạ mình là người có tâm thái bao dung. Với tâm thái bao dung là người có đức độ. Người biết hạ mình trước những lời khó nghe là người biết thông cảm cho người đang sân hận. Chính vì biết nhường nhịn, không ôm vào lòng những phiền não do người khác mang đến. Nếu các vị thường chắp tay đảnh lễ chư Phật thì hành động hiệp thập này là hành động hạ mình, hạ đi cái tôi, cung kính người khác, đó chính là phước. Nhẫn là một pháp tu, không phải ai cũng dễ dàng thấu đạt. Khi ai đó mắng bạn, bạn tự nhủ rằng hãy nhẫn nhịn. Thật lòng bằng mặt mà không bằng lòng. Cái gọi là vận mệnh hanh thông, đó chính là tâm thân phải hợp nhất, đó chính là tâm bình khí hòa. Tâm bảo thân làm theo, tâm nghĩ rằng hãy mở lòng với người đố kỵ và mở lòng với chính mình, thì thân thể cơ mặt cũng phải co giãn theo. Đó chính là phong thủy tốt, chính là vận mệnh hanh thông. Trước khi thông đạt được pháp nhẫn, bạn phải có định. Tâm định thì tuệ sinh, tâm bình thì khí hòa. Lời nói ôn hòa, hành động ôn hòa, vận hạn theo đó mà chuyển biến. Tâm thiện thì tướng chuyển. Khi bạn u sầu thì tướng mặt, cơ mặt, mọi thứ trên mặt của bạn làm sao vui cho được. Giả dụ tập khí của ai đó luôn giận dữ, cơ mặt, cơ miệng, cơ gò má tạo nên một diện mạo đáng sợ, làm sao tướng có thể chuyển được thiện? Tướng sẽ chuyển theo tâm. Ngày ngày tập khí của bạn như thế nào, đêm ngủ cũng như thế ấy, tướng cũng từ đó mà sinh theo. Một người có vận khí suy, diện mạo u ám, tâm thái bất bình, nếu kiên trì cải mê thành giác thì trong vòng tầm 3 năm tướng sẽ chuyển, vận cũng chuyển theo.
Tâm định thì tuệ sinh, phước duyên sẽ đến. Để tâm định, để thiền được định, bạn xem lại nội dung trong video. Bố thí cho bản thân những điều lành. Đoạn trừ thị phi, đoạn tâm độc, biết sám hối, tin vào thiên địa quỷ thần, cầu nguyện mỗi sáng, hay cải vận theo mệnh khuyết. Những phương pháp dưỡng thân, đánh chống trời, tống muối khí, giãn gân cốt, đánh tan khí xấu, tâm vị hỏa dục hay ma sinh môn. Nên dậy sớm đón khí dương, mỗi sáng uống một cốc nước âm dương. Được làm việc mình thích là vinh quang, khi mệt mỏi hãy thiền nhanh. Cố gắng gặp được bậc thiện tri thức, phải là người có ý niệm tự lực. Nên chú trọng cải thiện không gian sống, giúp trong lành. Muốn thân khỏe thì nên ăn nhẹ. Khi ăn cơm không nên quan tâm những việc khác, ăn khi ăn cơm. Sống và tin cùng nhân quả, tu phước tu huệ, giảm sát sanh, có đau khổ hãy bán đau khổ, thiền định ba la mật và tu pháp nhẫn. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.